Thời gian vừa qua, chủ đề FT rất là vui khi nhận được khá là nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Và đó cũng là một động lực to lớn để chủ đề tiếp tục ra những video hữu ích để gửi tới cho các bạn. Và trong những phản hồi tích cực đó, chủ đề FT thấy có rất nhiều bạn có nguyện vọng muốn học bộ môn bóng đá nghệ thuật nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Và video này chủ đề FT sẽ hướng dẫn cho các bạn những kỹ thuật cơ bản và những mẫu thực hành đơn giản dành cho những người mới bắt đầu. Chúng ta bắt đầu thôi. Và kỹ thuật đầu tiên đó là kỹ thuật vặn bóng và giữ bóng. Và mẫu thực hành đó là làm cây kiếm đơn giản. Các bạn để ý, làm cây kiếm chúng ta phải chừa lại khoảng tầm 3 ngón tay. Chừa hơi lại khoảng 3 ngón tay các bạn nhỉ. Tiếp tục. Đầu tiên chúng ta vặn một quả nho khoảng tầm 2 ngón tay. Lưu ý khi chúng ta vặn thì chúng ta sẽ vặn một chiều cố định từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc một sản phẩm. Vì khi chúng ta xoắn theo một chiều cố định nhất định như vậy thì sẽ không bị bung. Còn chúng ta vặn lúc từ trái sang phải và lúc từ phải sang trái thì sẽ bị bung ra các bạn nhé. Lưu ý khi vặn bóng. Tiếp tục vặn cây kiếm. Một cái nho khoảng 2 ngón tay. Ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 5 ngón tay. Một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Đây. Xong cô lại. Tiếp theo, chúng ta vặn một quả nho khoảng 2 ngón tay. Sau đó ta dùng các cái tay này chúng ta kẹp. Kẹp lại. Ở đây hoặc ở đây, ở đây tùy các bạn thuận tay như thế nào nhé. Kẹp như thế này và tiếp tục vặn thêm 4 quả nho. 1 2 3 4. Quả này chúng ta sẽ tạo một cái khóa. Đây là một, cũng là một kỹ thuật cơ bản, đó là tạo khóa. Để tạo được cái khóa này chúng ta dùng 2 ngón tay kéo lên, đồng thời hai đây bóp lại. Các bạn ấy bóp lại và chúng ta xoay theo chiều cố định ngay từ lúc đầu. Rồi, chúng ta lấy đầu này, ta luồn vô cái vòng tròn này. Rồi. Và chúng ta sẽ kéo. Đây, đây là thanh kiếm đơn giản nhất. Khi chúng ta làm mẫu cây kiếm này, chúng ta sẽ học được kỹ thuật gì ở đây? Đó là kỹ thuật vặn bóng sao cho đều và theo một chiều nhất định. Làm sao để giữ bóng? Chúng ta dùng các kẽ tay để giữ bóng. Tiếp theo, chúng ta học được cách khóa đơn giản. Kỹ thuật thứ hai là chúng ta thực hành với mẫu con chó đơn giản. Và đây cũng là linh vật của bộ môn bóng nghệ thuật các bạn nhé. Để thổi được một hình con chó đơn giản, chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng, chừa lại khoảng nửa quả bóng. Chúng ta bắt đầu. Ta tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Ta cũng vặn theo một chiều nhất định. Rồi, giữ bóng. Ở đây cũng khoảng 4 ngón tay. Và ở đây cũng là khoảng 4 ngón tay. Đây, chúng ta cũng tập để làm sao chia cho đều bóng. Sau đó ta cũng vặn, bóp lại. Vặn theo một chiều nhất định. Tiếp tục, ta sẽ tạo một cái cổ của con chó ở đây. Là một trái nho khoảng tầm 2 ngón rưỡi. Giữ bóng. Tiếp tục, ta tạo hai chân trước khoảng 4 ngón tay. Hai chân, mỗi chân khoảng 4 ngón tay. Chúng ta cũng xoắn. Tiếp tục, ta làm thân khoảng tầm 3 ngón tay, 4 ngón tay, khoảng tầm 4 ngón tay. Giữ bóng. Ở đây ta cũng làm hai chân khoảng, mỗi chân khoảng 4 ngón tay. Ta cũng vặn lại. Vậy là chúng ta hoàn thành một chú chó bằng cái kỹ thuật giữ bóng, xoắn bóng và chia các đoạn đều nhau. Và thêm một kỹ thuật ở mẫu con chó này nữa, đó là chuyển hơi. Chuyển hơi từ đây lên trên này để làm cái đuôi thêm sinh động các bạn nhé. Đây, các bạn xem mình làm trước.
đây là một kỹ thuật tuy gọi là cơ bản nhưng cũng rất là phức tạp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm này. Ở đây, chúng ta vặn một đoạn hơi như thế này. Đây, chúng ta muốn chuyển lên chừng này thì ta vặn chừng này. Chúng ta muốn dài hơn thì ta vặn chừng này. Các bạn hiểu không? Đây, bây giờ các bạn sẽ muốn đưa chừng này lên đây thì chúng ta vặn đây để mục đích là không chặn, không cho hơi chạy xuống dưới này. Tiếp theo, chúng ta đặt cầm bóng này. Bóng này nằm trong lòng bàn tay. Ngón cái và ngón trỏ giữ hờ ở cái bóng này để khi chúng ta bóp thì hơi vẫn chạy qua cái lỗ này để lên trên này. Tiếp theo, khi đã quen thì chúng ta cầm thế này. Còn khi các bạn mới đầu tập, chúng ta chỉ cầm nửa quả bóng trên đỉnh đầu, cầm khoảng nửa quả thế này thôi, kéo thật căng và các bạn ở dưới này bóp, bóp nha, bóp đồng thời ngón trỏ và ngón cái không được thả, bóp nó sẽ tự chạy lên. Khi các bạn quen rồi, khi chúng ta kéo này vẫn để hở cho hơi chạy lên. Sau khi kết thúc, chúng ta bóp ngón út chúng ta giữ lại để không cho hơi xuống và chúng ta bóp đây. Thì lúc đó cái này nó sẽ cố định ở trên đây. Chúng ta vẽ mắt cho chú chó. Rồi, mẫu chú chó đơn giản. Qua mẫu chú chó đơn giản này, chúng ta sẽ học được thêm một kỹ thuật chuyển hơi. Chuyển hơi từ dưới này lên đây. Và kỹ thuật thứ ba, ứng dụng chúng ta để làm mũi của con heo và rất nhiều ứng dụng khác, nhưng mẫu thực hành là chúng ta sẽ làm mũi của con heo các bạn nhé. Dùng ngón giữa đặt vào tim của đầu này, chúng ta đẩy thật mạnh vô trong đến một cái đoạn nào mình ưng ý. Ví dụ đến đây mình muốn tới đây thì chúng ta dùng hai ngón chúng ta bóp và giữ cái nút thắt, giữ nút thắt trên này và chúng ta có một lại đẩy để rút nó này ra. Sau đó chúng ta xoắn lại, chúng ta đẩy vô trong và đây chúng ta đã có cái mũi của con heo. Tiếp theo chúng ta vặn một trái nho khoảng một ngón tay, thêm một trái nho nữa. Đây chúng ta kẹp lại nha, thêm một trái nho nữa, một ngón tay. Tiếp theo chúng ta làm một đoạn khoảng ba ngón tay, một trái nho khoảng hai ngón tay và một đoạn ba ngón tay, một trái nho hai ngón tay và thêm một đoạn ba ngón tay. Xíu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tưởng tượng cho dễ nhớ các bạn nhé. Chứ bây giờ chúng ta đếm một cục hai cục rất là khó nhớ. Và đây chúng ta gấp lại, xoắn lại hai trái nho đây. Chút xíu ta không quấn vô nhé, trái nho để vào nhé, chúng ta xoắn rồi. Và phần này chúng ta nhét qua đây. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ khóa cái này lại làm hai cái lỗ tai. Kỹ thuật khóa, kéo lên và hai tay bóp lại. Đây, xoắn một bên, bên này tương tự. Chúng ta có cái đầu của chú heo. Tiếp tục ta làm một đoạn khoảng ba tay, làm bốn đoạn giống nhau các bạn nhé, bốn đoạn. Bốn đoạn. Lại rồi. Và cái đoạn này là cuối cùng cũng làm ba ngón tay. Đây. Vậy là chúng ta có được một chú heo đang ngồi. Đây nhỉ, vẽ mắt cho chú heo các bạn nhé. Mẫu chú heo này chúng ta tiếp tục ứng dụng để làm gì?
luyện khóa và làm cái mũi của chú heo. Để các bạn dễ nhớ, các bạn hãy tưởng tượng đầu tiên hai cái này chúng ta nhớ rồi nhé. Chúng ta sẽ tưởng tượng cái má bên trái, rồi đến cái tai, cái trán, cái tai và cái má. Chúng ta rất là dễ nhớ, cái má, cái tai, cái trán, rồi đến cái tai và tiếp tục đến cái má, rồi cái cổ. Vậy là video hôm nay chú Hèn ST đang hướng dẫn cho các bạn được những kỹ thuật cơ bản kết hợp cùng những mẫu đơn giản để chúng ta tạo ra những sản phẩm đơn giản nhưng cực kỳ dễ thương các bạn. Các bạn cố gắng luyện tập thật nhiều rồi tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chú Hèn ST. Nâng cao từ từ các bạn nhé, không nên vội. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.